Tanya Show trên du thuyền Iris tại Hạ Long là một trải nghiệm giải trí độc đáo và đẳng cấp, khẳng định vị trí tiên phong trong lĩnh vực biểu diễn trên vịnh di sản. Với gần 30 vũ công tài năng, mỗi buổi diễn mang một chủ đề khác nhau, tạo nên những màn trình diễn được mệnh danh là kỳ quan trên mình kỳ quan. Chương trình kéo dài từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ, bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như tiệc hoàng hôn canap thượng hạng, buffet tối với hải sản Hạ Long và món sườn nướng ngũ vị trứ danh. Điểm nhấn của chương trình là buổi biểu diễn chính từ 20 giờ 15 phút đến 22 giờ trên sân deck du thuyền Iris Cruise với hệ thống âm thanh ánh sáng hàng đầu. Tanya Show không chỉ mang đến một bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật tuyệt vời mà còn tạo cơ hội cho khán giả trúng nhiều phần thưởng giá trị. Đây thực sự là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến thăm vịnh Hạ Long. Tanya Show sẽ được tổ chức hàng tháng trên du thuyền Iris Cruise. Hãy liên hệ Vivu Hạ Long để được tư vấn và đặt vé ngay nhé!